cho 6 vứt 2 gam 2 kim loại kiềm liên tiếp. Kiềm là hóa trị 1 nha. Còn kiềm thổ hóa trị 2 tác dụng với nước thì ra khí hydro và dung dịch. Sau đó cô cạn dung dịch ra được M rắn, tính M rắn thì mình đặt A nha. A cộng H2O ra gì? Kim loại cộng nước ra ba dơ. Hóa trị 1 1 chéo chéo về cộng khí hydro hệ số giùm em đọc 1 1 1. 1/2 chốt chưa? Tính giùm em số mol của khí hydro đi. V chia 22/4 là 2/24 chia cho 22/4 ra nhiêu? 0.1 mol. Có số mol chưa? Thế vô đây 0/1 bắn. 0.1. À không, nhầm. Bắn. 0.2. Nhiêu? 0.2. Có cần bắn hết không? Suy nghĩ, không. Có cần bắn hết không? Không, tại sao vậy? Nào cần thôi. Tại vì sao? Hồi nãy có khối lượng chưa? 6/2. Hồi nãy có số mol chưa? Tính được khối lượng không? M hydro sẽ bằng N nhân M lớn bằng 0.1 nhân nhiêu? Hydro là 2 nghe không? Khí hydro là 2, còn hydro không là 1. Vậy là 0.2, này 0.2. Đấy, số mol này có chưa? Tính khối lượng MH2O ra nhiêu? Bằng N nhân M lớn bằng 0.2 nhân hydro nhiêu? 10? 16. 18 bà ơi. Oxy là 16 thêm hydro 2 nữa là 18. Bấm máy tính đi. 3/6. Đúng 3/6 không? 3/6. 3/6. Khối lượng này có chưa? Khối lượng này có chưa? Vậy muốn tính khối lượng này dùng định luật bảo toàn khối lượng thì sẽ M của chất rắn nó sẽ bằng bao nhiêu? 6/2 cộng 3/6 trừ. Lấy máy tính bấm